Biết kẻ hại mình là ai nhưng lại không có bằng chứng cụ thể khiến Nhi buồn sầu. Vẫn là con bạn khốn kiếp đó, không biết kiếp trước cô mắc nợ gì nó mà kiếp này 5 lần 7 lượt hại cô thê thảm vậy. Còn Hạ Trâm, chị ta thích Tuấn Anh nhiều như thế thì làm sao có thể chấp nhận kết quả cô và anh là một gia đình, rồi sắp tới chị em nhà họ còn kết hợp hại cô ra sao đây. Tự nhiên cô cảm thấy hoang mang quá. Những người thủ đoạn ích kỷ như chị em nhà họ liệu có để cho mẹ con cô được yên? Tuấn Anh hay gia đình anh xuất sắc đấy, nhưng làm sao một tay có thể che trời, làm sao có thể khẳng định bảo vệ mẹ con cô an toàn đây? Sao tự nhiên lại im lặng vậy? À không ạ, đừng lo, anh có dự tính rồi. Mình ngủ thôi. Không nhắc tới chuyện cũ thì thôi, chứ nhắc thì cô lại càng thêm lo lắng. Nếu so sánh thì Hạ Trâm mới là người thâm hiểm, còn Ái Vân chỉ cậy quyền hành của bố nó mà làm loạn thôi. Em vẫn chưa ngủ được à? Em đang lim dim rồi, anh đừng hỏi nữa. Nằm thở dài như thế còn nói dối. Không có. Nhi này, có thể là em bị tổn thương lòng tin trước đó quá nhiều, và anh hiểu điều đó. Nhưng có thể nào lần này đặt niềm tin ở anh được không? Câu hỏi đã qua mấy phút nhưng Nhi vẫn giữ im lặng, thì Tuấn Anh biết cô vẫn chưa dám đặt niềm tin nơi mình. Có một chút buồn nhưng anh không giận cô mà vẫn kiên trì quan tâm. Được rồi, anh không hứa cũng không bảo em phải tin tưởng nữa, mình ngủ thôi. Tưởng Nhi sẽ im lặng tiếp và nhắm mắt ngủ sau đó, nhưng cô đột nhiên lại lên tiếng hỏi. Nếu có khó khăn gì em sẽ nói với anh. Thật không? Một mình em chăm sóc con không nổi, em rất cần anh hỗ trợ. Được. Bất cứ lúc nào mẹ con em cần, anh có sẵn sàng không? Có. Vậy mình ngủ thôi. Không hẳn là hoàn toàn tin Tuấn Anh, cũng không muốn phải so sánh, nhưng cô có phần trăm yên tâm hơn khi ở bên cạnh anh. Thực sự thì trọng lượng lời nói của Tuấn Anh hơn hẳn Tấn Sang rất nhiều. Sáng nay đi làm vội, Tuấn Anh quên mất tập tài liệu quan trọng ở nhà, tính quay lại lấy thì vừa lúc Ngọc Nhi gọi điện tới. Anh nghe đây, hình như anh quên tài liệu ở nhà phải không? Ừ, anh đang định về lấy. Vậy để em mang tới cho. Không cần đâu, sáng nay em nôn ói vậy thì ở nhà nghỉ ngơi đi, anh về lấy cũng được. Em lại ăn uống bình thường rồi mà. Em với con cũng tiện sang bà ngoại chơi thì cầm quay cho anh. Em đi liền bây giờ nên anh đừng về nữa. Nhi tắt máy rồi bắt con ra cổng, bắt taxi. Khoảng 10 phút sau hai mẹ con đã có mặt ở công ty. Nhi và con trai lần đầu tiên đến đây nên nhân viên không ai biết. Họ bắt buộc phải theo thủ tục xin thông tin, nhưng mà cô còn chưa kịp nói gì thì Tôm đã nhanh miệng nói trước. Và cái miệng của thằng nhóc 3 tuổi còn dẻo hơn ông chú U30 đi tán gái. Cô xinh đẹp ơi, cháu là con trai của bố Tuấn Anh, còn đây là mẹ của cháu. Cô làm ơn chỉ giúp phòng của bố cháu với ạ. Nghe Tôm nhanh nhỏ giới thiệu thì cả Nhi và hai bạn tiếp tân kia đều bất ngờ đến há hốc miệng. Cô sau giây phút bàng hoàng thì vội lườm lườm con trai, nhưng nó dường như không quan tâm mà tiếp tục dẻo miệng lần nữa. Cô xinh đẹp ơi, phòng của bố cháu ở đâu ạ? À, bạn tiếp tân kia vẫn còn bất ngờ chưa kịp trả lời thì đúng lúc tiếng thang máy tinh tinh kêu lên. Tuấn Anh từ trong đó bước ra, Nhi cũng như hai bạn nhân viên kia lần này cũng không kịp lên tiếng nói gì, bởi vì thằng bé đã chạy ảo tới chỗ của anh hét lên. Bố ơi, bố ơi. Từ từ không ngã con. Bố ơi, bố cho Tôm lên phòng của bố đi ạ. Ừ, chờ bố chút. Tuấn Anh đoán nhân viên vì chuyện này mà bất ngờ, sợ rằng sẽ có những lời bàn tán không hay, nên anh chủ động bế con đi đến chỗ Nhi, nhận lấy tập tài liệu rồi tiện nói với hai nhân viên tiếp tân. Đây là vợ con của tôi, lần sau hai người họ có tới đây thì cứ để họ tự nhiên vào nghe chưa? Vâng, thưa sếp. Dặn dò nhân viên xong, Tuấn Anh tay bế Tôm, tay nhấc Di vào trong thang máy, thì lúc này Nhi mới phản ứng. Sao nãy anh lại giới thiệu em như vậy chứ? Thế theo em, anh nên giới thiệu với họ thế nào khi con trai gọi anh là bố? Nhưng em rõ là không phải vợ anh mà. Em đừng nghĩ nhiều, thực ra đó chỉ là cách gọi thay mẹ của Tôm thôi mà. Anh... Được rồi, đừng tranh luận nữa, không con lại tưởng là mình cãi nhau đấy. Em đừng nghĩ nó bé không biết gì, thực ra nó biết cả đấy. Đúng là cái đồ cơ hội. Nhi lảo bảo mắng Tuấn Anh, nhưng anh không cãi lại mà cứ tủm tỉm cười, rồi bế thằng bé thẳng
Tôm vào phòng làm việc của mình. Thằng bé được vào căn phòng rộng rãi thì thích chí reo lên. Wow, bố ơi, cái tivi của bố to thế. Ừ, con thích xem hoạt hình không, bố mở cho. Con thích Tôm và Jerry ạ. Ừ, chờ bố lát nhé. Không định ở đây lâu nên Nhi ngăn hành động của Tuấn Anh lại. Mẹ con em đi luôn giờ đây. Cứ để cho con xem một lúc, anh cũng chưa đến giờ họp mà. Anh cứ chiều con, sáng mới xem một lúc rồi, bây giờ xem nữa thành nghiện đấy. Nó còn bé, từ từ dậy cũng được. Mẹ em cũng ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Tuấn Anh bật tivi cho con xong thì rót cốc trà ấm đưa cho Nhi. Trà này dễ uống lắm, em thử đi. Vâng. Mà từ lúc anh đi làm em còn buồn nôn không? Không ạ. Nếu mệt quá không đi làm được thì ở nhà anh nuôi. Ai cần anh nuôi chứ? Ừ, không cần cũng đúng. Doanh thu ba nhà hàng cơ mà bà chủ nhỉ. Đừng có trêu em kiểu đó. Tuấn Anh không thích trêu đùa những người phụ nữ khác, nhưng lại chỉ thích chọc cho Nhi vui. Và cô sau câu nói ấy thì mỉm cười rất tươi. Đấy, cứ cười thế này có phải là xinh không? Em lúc nào chả xinh chứ. Tự tin nhỉ? Sao lại không? Ừ, tự tin thế mới đáng yêu. Rót thêm trà cho em đi, nói lắm. Tuấn Anh rót thêm trà cho Nhi. Vừa xong thì đúng lúc Thiên Sơn gõ cửa đi vào. Ơ, Nhi đây à? Vâng, em chào anh. Ui, Tôm của chú hôm nay bảnh thế. Bé Tôm gặp Thiên Sơn lần nào là cũng toe toét lần đó. Chú Sơn, chú Sơn. Tôm đang xem gì đấy? Cháu xem mèo ạ. Vui quá nhỉ. Thế Tôm ngồi đây xem đợi bố và chú một lúc nhé. Lát bố với chú quay lại được không? Vâng, bố với chú cứ đi làm đi ạ. Tôm ngồi chơi ngoan lắm. Ừ. Nhận thấy Tuấn Anh đã tới giờ đi họp thì Ngọc Nhi biết ý bảo với con. Tôm, tắt tivi rồi về với mẹ nào. Em cứ để thằng bé ở đây chơi. Anh chỉ họp tầm một tiếng thôi. Lát anh đưa hai mẹ con về bên bà ngoại sau. Thôi, anh còn nhiều việc, cứ để em chủ động cho tiện. Hôm nay anh chỉ có cuộc họp này thôi. Hai mẹ con cứ ở đây đợi anh. Tuấn Anh nhắc Nhi rồi cầm cặp tài liệu cùng Thiên Sơn ra ngoài. Nhi nhìn theo bóng dáng vội vã của anh thì thở dài ngồi xuống. Con trai thì dán mắt vào tivi, vừa xem vừa cười khanh khách. Nhi một mình uống hết ấm trà thì buồn đi vệ sinh. Cô không biết trong phòng làm việc này có nhà vệ sinh và phòng nghỉ riêng cho Tuấn Anh nên đi ra ngoài tìm. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, đến đi vệ sinh cũng giáp mặt người không muốn thấy. Hạ Trâm cùng họp với Tuấn Anh, nhưng vì có điện thoại nên cô ta đi ra ngoài nghe, vô tình lại gặp mặt Nhi ở đây. Kết thúc cuộc điện thoại, cô ta không vào phòng họp ngay mà cố tình đi vào nhà vệ sinh khiêu khích Nhi. Nhi, đến đây có việc gì thế? Chị nhớ là công việc của hai người không liên quan đến nhau nhỉ? À, anh Tuấn Anh quên tài liệu ở nhà nên em cầm tới giúp thôi. Ô thế à? Em xong rồi, em xin phép đi trước. Ừ, em cứ về trước đi, không cần đợi anh Tuấn Anh đâu. Bọn chị bàn việc cũng chưa biết lúc nào xong. Nghe cái giọng đã biết là chị ta có ý, nhưng Nhi cũng không thèm đáp lại cho phiền phức, mà chỉ cười nhẹ rồi gật đầu rời đi. Hạ Trâm cố ý đuổi khéo Nhi, nhưng khi thấy cô không đi thẳng về phía thang máy đi xuống mà vào phòng làm việc riêng của Tuấn Anh thì chững lại. Ánh mắt thâm sâu, hẳn tia ác độc, thầm chửi rủa cảnh cáo cô. Đồ rẻ rách, mày chờ đi, tao không bao giờ để mày cướp được anh ấy đâu. Nhi hứa với Tuấn Anh rồi nên cũng ngồi chờ hết một tiếng, rồi qua thêm nửa tiếng nữa nhưng vẫn không thấy anh quay lại thì quyết định không đợi nữa. Hai mẹ con bắt taxi đi thẳng về bà ngoại, thì lúc sau Tuấn Anh mới gọi lại cho cô. Tín hiệu vừa kết nối, giọng Tuấn Anh áy náy nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi vì có thêm vấn đề phát sinh nên quá giờ hẹn với hai mẹ con. Không sao, em tự đưa con về được. Hai mẹ con cũng sắp về tới nhà bà ngoại rồi. Chiều nay anh có lịch tiếp khách đột xuất, em và con cứ ở bên đó chơi, chiều về anh đón sớm nhé. Anh cứ lo công việc đi, em chủ động được mà. Chắc chắn chiều anh đón hai mẹ con sớm được, vậy nha. Vâng. Hạ Trâm đi đến sau lưng Tuấn Anh được một lúc, cũng đồng nghĩa nghe được cuộc nói chuyện của anh với Nhi. Nhưng dù có tức giận sôi máu cỡ nào, thì trước anh cô ta vẫn diễn tròn vai lắm. Anh à, giờ em dẫn khách đi tham quan nhà máy một lượt nhé. Anh xong việc thì đến thẳng nhà hàng mình đặt luôn nha. Hạ Trâm trong lòng buồn giận bao nhiêu thì lại càng căm hận Nhi bấy nhiêu. Cô ta trách nếu như không có mẹ con Nhi xuất hiện thì giờ này có lẽ cô ta và Tuấn Anh đã là một đôi rồi.
Vị trí đáng lẽ ra là của mình nhưng lại bị Nhi nghiễm nhiên chiếm mất, nên cô ta khó mà chấp nhận. Huống hồ lại bị thua bởi một cô gái kém mình về mọi thứ, lại càng khiến Trâm không can tâm. Dẫn khách đi tham quan một vòng nhà máy, bàn chuyện công việc cũng hòm hòm, thì Hải Trâm gợi ý. Chuyện công việc bước đầu coi như đã xong, nhưng cho phép em hỏi tối nay sinh nhật chị nhà, có thể bật mí giúp em chị ấy thích gì không anh Vinh? Ôi, mấy cô cậu không phải bày vẽ, đến chúc mừng là chúng tôi vui rồi. Ấy, đây là tấm lòng của bên em, nói gì thì cũng nên để chúng em thể hiện một chút với chị chứ. Nếu cô Trâm nói như vậy thì tôi xin nói thật là nhà tôi rất thích nước hoa. À vâng, em cảm ơn anh, nhất định sẽ khiến chị nhà hài lòng với món quà. Cảm ơn cô trước nhé. Vâng, chúng ta xong việc rồi, bây giờ em xin phép đưa anh ra nhà hàng dùng cơm ạ. Buổi trưa, Hạ Trâm cố ý tiếp khách tới qua chiều để Tuấn Anh về nhà. Nhưng đến tầm gần 6 giờ tối, cô ta đã gọi điện giục anh chuẩn bị đi sinh nhật vợ của đối tác. Lát anh qua đón em đi cùng nhé. Anh đang dở chút việc, em chủ động đến đó trước đi. Mình hợp tác cùng nhau mà đi riêng thì sao mà tiện chứ. Em chờ anh ở nhà đấy. Nhi từ phòng tắm đi ra, vừa nghe trong cuộc đối thoại của Tuấn Anh và Hải Trâm thì đoán là chị ta cố ý muốn anh đến đón đi cùng rồi. Kể ra nếu không vì sự xuất hiện của hai mẹ con cô, có lẽ họ đúng là một đôi trai tài gái sắc. Có chút đáng tiếc, nhưng cô cũng nên vì con mà giữ bố cho chúng chứ nhỉ. Anh có việc phải ra ngoài bây giờ sao? Ừ, bữa nay là sinh nhật của vợ đối tác công ty, anh tính đi một chút rồi về. Việc cần thiết vậy thì anh cứ đi đi, để em chọn quần áo giúp anh. Không mấy khi thấy Nhi chủ động nhiệt tình thế này, Tuấn Anh ngay lập tức chớp thời cơ nói với cô. Hay là em đi cùng với anh? Em sao? Ừ, đi một lúc rồi về thôi. Mấy chỗ ngoại giao đông đúc thế em chưa đi bao giờ, em sợ mình làm mất mặt anh đấy. Không căng thẳng như em nghĩ đâu, thay đồ rồi đi cùng với anh luôn nhé. Con ở nhà đã có ông bà lo rồi. Anh không sợ em làm hỏng chuyện của anh sao? Em giỏi giang như vậy, anh lo gì chứ? Một lời này thốt ra nghe như khích lệ thông thường, nhưng sao hôm nay Nhi có cảm giác Tuấn Anh khen cô thật lòng. Thôi thì cứ mạnh dạn giữ bố cho hai con, lý do chính đáng mà. Vậy anh chờ em chút. Tuấn Anh rất vui khi thấy Nhi đồng ý đi cùng mình. Khuôn miệng cười tươi, anh lấy đại một bộ quần áo ra hỏi ý kiến của cô. Em xem anh mặc bộ này được không? Lấy bộ kia đi. Cà vạt thì sao? Đợi lát em thắt giúp cho. Lòng Tuấn Anh như nở hoa, anh mặc quần áo xong liền ngồi xuống ghế ngắm cô trang điểm. Xem ra cô khéo tay lắm chứ, tự trang điểm cũng có khác gì ngoài hiệu đâu. Việc gì vào tay của cô cũng trở nên đơn giản thế này. Bảo sao ngày ấy tuổi còn nhỏ, vừa nuôi con lại vừa buôn bán lại khéo thế. Một người tập trung trang điểm cho nhanh, một người ngồi ngắm đối phương không chớp mắt, cho tới khi tiếng đóng lắp đồ trang điểm cất gọn vào góc vang lên thì Tuấn Anh mới di chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Em xong rồi, anh để em thắt cà vạt cho. Nhìn đôi bàn tay thon gọn thắt chiếc cà vạt nhanh thoăn thoắt thì Tuấn Anh lại không nhịn được mà hỏi điều đang nghĩ trong lòng. Cái tay nhanh thế này đã thắt cho bao nhiêu bạn rồi? Nếu tính bạn học thì cũng đếm được hai bàn tay, nhưng mà nếu là đàn ông trưởng thành thì anh là người đầu tiên đấy. Lại một câu khiến lòng Tuấn Anh tưng bừng như đang bắn pháo hoa, nhưng anh cố giấu vẻ vui sướng đó đi mà trả lời bình thường. Anh may mắn vậy sao? Ừ, rất may đó. Tự tin đấy, nhưng mà cũng khá đẹp. Cảm ơn anh đã khen. Cái miệng cũng khéo lắm cơ. Đi thôi sếp ơi, nói lắm quá đấy. Mỗi ngày Tuấn Anh lại cảm nhận như thay đổi thái độ cùng thiện cảm với mình nhiều hơn. Mỗi câu từ cũng gần gũi dễ chịu, chứ không còn khoảng cách như lúc trước nữa. Một cảm giác vui sướng, một niềm tin căng tràn, một hy vọng lớn lao đang chờ anh phía trước. Cả hai lên xe rời đi, thấy Tuấn Anh sẽ về hướng nhà Hạ Trâm thì Nhi vợ như vô tư hỏi. Hôm nay chị Trâm có đi cùng anh không ạ? Có, nhưng em đừng hiểu lầm, chỉ là lần hợp tác cùng nhau nên anh mới đi chung cho có sự gắn kết để đối tác nhìn vào thôi. Em chỉ hỏi vậy thôi mà, chứ không có ý gì đâu. Ừ. Chiếc xe bon bon chạy thẳng tới khu nhà của Hạ Trâm, chẳng mấy chốc đã đến ngõ vào nhà cô ta. Từ xa đã thấy bóng dáng Trâm đứng đợi sẵn. Nhìn chiếc váy xa hoa Trâm mặc cũng đủ biết là cô ta đang rất mong chờ cuộc hẹn đi chung với Tuấn Anh tối nay. Do mải chỉnh sửa chiếc váy nên Trâm vẫn chưa phát hiện ra Nhi ngồi ngay ghế cạnh Tuấn Anh. Đúng lúc cô ta ngẩng lên thì cửa kính bên ghế phụ cũng kéo xuống cùng tiếng chào của Nhi phát ra,
khiến cô ta đơ người, mãi mới lắp bắp được. Ơ, Nhi à? Dạ vâng, chị lên xe đi ạ. À, ừ. Hạ Trâm lên xe mà mặt mày cứ như đưa đám. Vị trí ghế phụ này đáng lẽ ra hôm nay sẽ là cô ta được ngồi, thế mà không hiểu sao Nhi lại chiếm lấy. Rõ là công việc không liên quan, cũng chưa thấy Tuấn Anh công khai mối quan hệ của hai người, vậy mà bữa nay anh lại dẫn Nhi đi dự tiệc xã giao này. Không lẽ nhân dịp này anh chính thức giới thiệu Nhi với mọi người sao? Nghĩ tới đó, Hạ Trâm không chịu nổi. Cô ta thực sự sợ mất Tuấn Anh nên bỏ qua sĩ diện lên tiếng. Anh này, buổi tiệc hôm nay toàn người lạ lạ, anh không sợ Nhi ngại hay sao? Trước lạ sau quen, có gì mà ngại. Anh nghĩ thế nhưng mà Nhi không nghĩ vậy. Có phải là anh ép em ấy đi cùng không? Bọn anh là người một nhà, có gì mà phải ép. Trước sau gì Nhi cũng cần làm quen với mấy buổi tiệc thế này. Hôm nay có cơ hội thì thực hành luôn. Một lời này khác gì Tuấn Anh ngầm thông báo vị trí của Nhi trong gia đình, mà cũng là đối với anh luôn. Không phải đoán già đoán non, cũng chẳng cần cho người theo dõi điều tra nữa. Chính xác là hai người họ đã đi quá giới hạn thông thường. Trầm cay đắng im lặng không lên tiếng nữa, mà nhìn ra phía cửa xe. Ngoài đường đông đúc, nhộn nhịp dòng người, hàng xe qua lại, nhưng tiếng lòng cô ta lại giống như bị tảng đá đang đè nặng. Bí bách, bức xúc và căm phẫn, nhưng chẳng thể phát tiết, khiến cho hai bàn tay nắm chặt và hộp quà muốn méo mó, vỡ tan. Và phải tới khi tiếng ô tô phanh chậm lại thì Trâm mới bừng tỉnh, thoát vội ra khỏi màn đen như bão vây quanh. Cô ta xuống xe trước, sau đó là Nhi, cũng chưa định lật bài ngửa ngay đâu. Nhưng mà nhân cơ hội đợi Tuấn Anh đi cất xe thì cô ta đã trở mặt. Là mày cố tình theo anh Tuấn Anh đến đây phải không? Ngọc Nhi không quá ngạc nhiên với thái độ lật mặt nhanh hơn lật bàn tay của Hải Trâm. Chỉ là sự trở mặt này đến hơi nhanh thì phải, nhưng cô cũng không ngại mà bình tĩnh đáp lại. Thực ra em cũng không muốn đi đâu, nhưng mà tại anh Tuấn Anh nói đi một mình buồn nên rủ em đi cùng thôi. Mày nên rõ này, tao với anh ấy mới là một đôi hoàn hảo, từ gia thế đến học thức đều xứng tầm. Còn mày, có gì để mà so sánh với anh ấy không? Chị Trâm, chuyện anh chị tìm hiểu nhau không hợp thì đường ai đấy đi trong êm đẹp rồi. Cớ sao bây giờ chị lại nói mấy lời như em là kẻ phá hoại tình cảm của hai người thế? Nếu như hai mẹ con mày không xuất hiện thì bọn tao đã là của nhau rồi. Mày nghĩ mày có liên quan không? Đúng là cái thứ hãm tài. Liếc thấy Tuấn Anh đang đến gần nên Nhi không muốn tranh cãi với cô ta nữa. Nói bằng lời chỉ là cho bõ tức miệng thôi, nhưng mà thể hiện bằng hành động mới khiến đối phương đau như cắt. Mà đối với kẻ tiểu nhân như cô ta thì phải liều thuốc này mới hữu hiệu. Đợi Tuấn Anh lại gần, Nhi nhẹ nhàng choàng tay mình vào tay của anh trước sự á khẩu của Hạ Trâm và sự bất ngờ của Tuấn Anh. Nhưng cô chẳng để tâm xem cô ta tức khí ra sao, mà chỉ nói nhỏ với người bên cạnh. Anh không ngại chứ? Ngược lại đấy, anh rất vui. Em sẽ cố gắng không khiến anh mất mặt. Anh tin em. Hạ Trâm đi sau nhìn hai người thủ thỉ rồi cười tỉm, mà lại càng ngứa mắt. Miệng cô ta lại bắt đầu thầm sủa Nhi khốn kiếp, và đợi ngày cô ta sẽ xái xác rất nhanh. Bữa tiệc rất đông quan khách, nhưng Nhi cũng không để cho mình đuối sức. Cô thể hiện vừa phải, giữ phong độ đi bên anh như một hậu phương vững chắc, khiến Tuấn Anh rất hãnh diện. Không lúc nào tốt hơn cơ hội trời cho này, nên Tuấn Anh đã chớp thời cơ đánh dấu chủ quyền của mình ngay tại đây. Cũng như hoàn cảnh mà hôm Nhi và con đến công ty, Tuấn Anh rất nhanh và tỏ vẻ không ngại ngùng giới thiệu với tất cả đối tác Nhi là vợ sắp cưới của anh. Hôm nay thì 2 năm rõ 10 rồi. Hạ Trâm nghe không sót một từ nào, cũng không thấy Nhi không có biểu hiện phản đối, mà ánh mắt hoàn toàn là vui mừng. Hai người sau đấy đi chúc rượu hết lượt, trò chuyện cũng kha khá thì mới dừng lại ngồi xuống một bàn trống gần đó. Em ngồi nghỉ chút đi. Em đi giày bệt mà, không sao đâu. Đi cũng khá nhiều rồi, nghỉ chút cho đỡ chóng mặt. Tối nay em rất ổn. Ừ, đúng là mặt tươi hơn mọi khi đấy. Vui vì nghe anh giới thiệu em là vợ sắp cưới đấy à? Đúng là cái tên mặt dày, cô còn chưa xử lý cái tội cầm đèn chạy trước ô tô, lại còn dám khơi gợi lại. Chẳng qua khi ấy Nhi cũng là mượn cảnh để đấu với Hạ Trâm, chứ thẳng thừng ra cô không để Tuấn Anh làm điều này đâu. Cô lườm lườm, tiện tay đập mấy cái vào vai của anh mà cảnh cáo. Lát về nhà em mới xử anh. Thế không cho giới thiệu như vậy thì nói thế nào? Lặng im cũng không có ai trách anh đâu. Em nói vậy nghe sao được chứ? Hầu như ai trong giới làm ăn thân thiết cũng biết là anh có con rồi.
vậy người phụ nữ sinh con cho anh cũng rất nhanh được báo chí khui ra thôi. Nên để tránh tình trạng họ nói linh tinh trước, thì anh đi trước một bước vẫn là hay hơn. Thôi đi, đừng có mà lý do. Em cứ bắt bẻ anh thế nhỉ? Đó chẳng qua cũng chỉ là cách gọi. Còn mình cưới nhau thật hay không thì chỉ có anh và em quyết định. Anh chỉ muốn tránh rắc rối cho em thôi mà. Vâng, anh tốt bụng quá cơ, cái đồ cơ hội. Tiếng cười sảng khoái của Tuấn Anh thu hút mấy cô gái đang đứng gần đó, rồi cả mấy vị phu nhân đứng xung quanh. Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía hai người, khiến Nhi có chút xấu hổ. Cô ngại ngùng đứng lên định đi ra chỗ khác, thì Tuấn Anh vội nắm tay cô nói nhỏ. Em không thích ở lại nữa thì mình về. Bữa tiệc mới bắt đầu chưa được bao lâu mà, bây giờ về người ta lại bảo là anh không nhiệt tình đấy. Em lo nghĩ cho anh nhiều thế sao? Là em vì đại cục chung thôi. Sao cũng được, nhưng mà hôm nay anh rất vui. Ngọc Nhi nói chuyện với Tuấn Anh nhưng cô vẫn liếc qua hướng Hạ Trâm quan sát, thì vừa hay bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của cô ta chĩa về phía mình. Bỗng chốc cô thấy gai người. Thực ra em cũng rất vui, nhưng bên cạnh đó còn có nỗi lo. Sao vậy? Ai khiến em lo lắng sao? Là chị ấy. Hạ Trâm thích anh như thế, liệu có bỏ qua cho mẹ con em hay không? Trong khi tính khí của chị ta giống như Ái Vân. Mà không, nếu so về sự thâm hiểm ấy, thì Ái Vân còn kém xa lắm. Nhi chọn cách nói thẳng với Tuấn Anh về sự lăn tăn của mình. Thực ra cô làm vậy đều là có lý do riêng, không hẳn là muốn thử độ tin cậy của anh, mà còn muốn cho cả cô và anh cơ hội trở thành một người nhà chính thức. Không cần sợ, anh sẽ không để cô ta làm hại gia đình mình đâu. Thường là con người sẵn có tính chiếm hữu, ích kỷ lại độc ác, thì không biết họ sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Ít nhất em cũng từng quen biết họ lâu hơn anh, em thực sự không dám mạo hiểm đâu anh ạ. Anh hiểu, Vánh luôn có sự đề phòng, em đừng lo lắng. Cuộc đời vốn không bằng phẳng, bất cứ đoạn đường nào cũng có điểm gồ ghề. Nếu đi chân trần không được thì hãy chọn đôi giày phù hợp để đi. Nhi không gật đầu cũng chưa dám đặt lòng tin ở Tuấn Anh. Nhưng lần này cô sẽ không chọn chiến đấu một mình, càng không chọn bỏ trốn. Cô sẽ đánh trực diện. Nếu anh chọn ba mẹ con em thì có thể tránh xa chị ta không? Mặc dù anh có thể kiểm soát được hành động của cô ta, nhưng nếu em không thích thì sau khi hợp đồng này kết thúc, anh sẽ không hợp tác nữa. Em không thích chị ta, một chút cũng không thích. Vẫn biết là Nhi không thích mấy người như Ái Vân hay Hạ Trâm, nhưng mà lần này thấy cô không những tỏ thái độ mà còn nói hẳn ra như vậy, chứng tỏ là cô đang có ý dựa vào mình, nên Tuấn Anh cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý luôn. Được, anh sẽ theo ý của em. Anh không giận em chứ? Làm ăn là chuyện cả đời, không hợp tác với người này thì hợp tác với người khác. Nhưng mẹ con em thì chỉ có một, anh không giận. Cảm ơn anh. Buổi tiệc cũng sắp kết thúc, Tuấn Anh nhận thấy sự đến giờ này cũng đủ nhiệt tình rồi, nên không nán lại nữa mà đưa Nhi về. Vì là còn liên quan tới chuyện hợp tác, nên trước khi về, Tuấn Anh vẫn gọi một chiếc xe tới đón Hạ Trâm. Bỗng dưng bị bỏ lại, Hạ Trâm cảm thấy bị sỉ nhục thì lại càng căm hận Ngọc Nhi tới tận xương tủy. Thề rằng sẽ không khiến cô bị mất hết thì cũng phải cút xéo khỏi nơi đây. Nhi không còn là cô gái non nớt ngày nào nữa, biết bản thân chọn Tuấn Anh là đối đầu với Trâm, còn chưa kể cái con bạn lắm mưu nhiều kế, Ái Vân kia nữa. Nhưng vì một gia đình đầy đủ cho hai con thì cô sẵn sàng đương đầu với mọi thứ. Nghỉ ngơi vài hôm, Nhi lại tới nhà hàng cơm chay của mình làm việc bình thường. Trộm vía cô bán hàng có duyên nên cũng giống hai nhà hàng trên Hà Nội, khách khứa đến ủng hộ nhiệt tình. Tiếng lành đồn xa, nhà hàng của Nhi được nhiều người biết tới và được cả báo chí khen ngợi. Niềm vui lại nhân lên 3-4. Nhi tích cực học thêm nhiều món mới để bổ sung vào thực đơn, khiến nhà hàng ngày càng thêm nổi tiếng. Trước sự thành công và may mắn của Nhi thì hai kẻ đố kỵ kia càng thêm ghét cay ghét đắng. Nhà hàng cũng mở được nửa năm rồi mà chưa hề có chuyện đòi tiền bảo kê. Vậy mà hôm nay có mấy tên mặt mũi băm trợn bước vào hăm dọa. Nếu mà không nộp tiền bảo kê thì nhà hàng này làm ăn không được yên ổn. Cô nghĩ ở đâu ra cái đạo lý vớ vẩn này? Nếu có nhóm người lộng hành như vậy thì ngay lúc đầu cô mở, họ đã tới đây gây rối rồi, đâu thể chờ tới tận nửa năm mới đến phiền nhiễu chứ. Cảm giác như có kẻ muốn phá hoại mình nên Nhi bình tĩnh thăm dò. Tôi làm ăn chân chính, mọi thủ tục tôi đã làm việc với phường, khu cẩn thận, tiền thuê nhà cũng trả trước theo hợp đồng. Đâu có lý gì các anh thích đến nói tôi nộp tiền nọ tiền kia mà tôi phải theo chứ. Cô em nộp các thủ tục gì bọn này không để ý. Cái quan trọng là đất có thổ công, sông có hà bá.
Muốn làm ăn được ở đây thì phải theo luật của bọn này, hiểu chưa? Tôi biết là ở đâu cũng có luật, nhưng mà ngay từ đầu sao các anh không đến nói rõ, mà đợi tới bây giờ mới đến đây nói vấn đề này? Tôi cảm thấy khó hiểu đấy. Bọn này không có thời gian nói nhiều đâu, khôn hồn thì nôn tiền ra, không thể đéo có làm ăn gì cả. Một tên quát lớn với Nhi, hai tên còn lại đập mạnh mấy cái ghế gần đó để hăm dọa cô cùng nhân viên nhà hàng. Nhưng mà Nhi không hề cảm thấy sợ hãi mà vẫn bình tĩnh đáp. Tôi chỉ là nhân viên làm thuê, các anh đợi tôi gọi chủ của nhà hàng tới làm việc. Thế mày không phải là chủ ở đây rồi? Tôi chỉ là quản lý, còn chủ của tôi là người khác. Thế thì gọi ngay nó tới đây, đừng để mất thời gian. Nhi lúc trước đã nhắn tin cho Tuấn Anh, nhưng từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy anh tới thì cô gọi điện lại cho anh. Sau hai hồi chuông chờ đợi, Tuấn Anh cũng bắt máy. Anh sắp đến rồi, em đừng sợ, cũng đừng manh động nghe chưa? Vâng. 5 phút sau Tuấn Anh mới có mặt. Thiên Sơn vừa đỗ xe là anh vội đi vào bên trong xem Nhi có làm sao không. Sau khi thấy cô vẫn bình an ngồi ghế chờ thì Tuấn Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đi thẳng vào chỗ mấy người đàn ông mặt mũi xăm trổ thì một tên hất hàm nói: Mày là chủ ở đây phải không? Có chuyện gì? Mày lớn gan nhỉ? Mở cái nhà hàng bé tí mà dám lớn giọng hỏi bọn tao có chuyện gì? Chán sống rồi à? Nhưng trái ngược với giọng điệu hống hách, ác bá của mấy tên đó thì Tuấn Anh vẫn nhàn nhã, không chút sợ hãi. Anh kéo chiếc ghế ngồi xuống đàng hoàng rồi mới quay ra hỏi bọn chúng: Bọn mày là đàn em của Năm Đen hay là anh Bảy Tín? Nghe Tuấn Anh nhắc dõng dạc hai cái tên đó thì bọn chúng căng thẳng nhìn nhau. Một thằng khi nãy còn lớn miệng nói, bây giờ cũng hạ bớt đông giọng hỏi lại anh: Làm sao mày biết hai người đó? Ta đang hỏi đấy, chúng mày là đàn em của ai? Năm Đen hay Bảy Tín? Trả lời. Vẻ lãnh đạm cùng tông giọng lạnh như băng của Tuấn Anh lúc này khiến ba kẻ băm trợn kia có chút e dè. Lại nghe anh nhắc tới tên của hai người thủ lĩnh xã hội đen khét tiếng một cách bình thản như vậy thì lại càng lo ngại. Một tên sau đó, sau vài giây suy tính, liền thức thời xoa dịu: Xin hỏi anh đây tên gì? Sao, muốn hỏi tên tao à? Nếu là người quen thì chúng ta dễ nói chuyện hơn. Bọn mày cứ nói tên thủ lĩnh rồi tự khắc biết tên của tao. Ở chung với Tuấn Anh lâu lắm rồi mà lần đầu tiên Nhi chứng kiến vẻ mặt lãnh khốc như dân xã hội. Chẳng lẽ sau vẻ lịch lãm của anh kia còn có mặt đen này sao? Nhi nhìn chằm chằm Tuấn Anh thăm dò thì bất ngờ anh tiến sát đến một tên túm chặt cổ áo của hắn gằn lên từng chữ: Tao cho mày 5 giây để nói. Bọn tôi là đàn em của anh Năm Đen. Tuấn Anh nghe được cái tên quen thuộc thì lấy máy điện thoại ra gọi ngay lập tức. Và chỉ sau vài hồi chuông chờ đợi thì một giọng nói quá quen với mấy tên băm trợn kia vang lên: Sao thế chú mày? Lâu nay rồng lại gọi cho tôm vậy? Tôi định hỏi thăm ông tử tế đấy, nhưng mà tại mấy thằng đệ của ông vừa dọa người phụ nữ của tôi nên tôi đang rất không vui. Sao sao? Thằng nào cả gan dám đến quấy rầy nóc nhà nhà ông thế? Không nói hai lần, Tuấn Anh bật màn hình quay qua ba tên vừa hùng hổ gây sự cho Năm Đen nhìn. Thì hắn ta đập bàn cái bốp: Mẹ kiếp, mấy thằng kia chúng mày chán sống rồi phải không? Ai sai chúng mày động vào bạn của tao hả? Ba tên băm trợn nghe đại ca của chúng quát lớn thì rúm gió không dám lên tiếng. Nhìn càng thêm bực, nhưng có chửi thì việc cũng đã rồi, nên Năm Đen tìm cách thu dọn tàn cục. Hắn quay sang nhẹ giọng với Tuấn Anh: Thôi, ông để tôi đuổi ba chúng nó về đây, tôi sẽ xử công bằng, không để nóc nhà ông thiệt thòi đâu. Được, tôi cũng không thèm động chân động tay cho mệt, nhưng xin lỗi, nóc nhà của tôi thì phải làm cho đàng hoàng. Được rồi, làm theo ý của ông đi. Tuấn Anh tắt máy. Chưa cần nói thì ba tên đó nhặt vội mấy chiếc ghế vừa bị đá văng gọn về chỗ cũ, cũng nhanh miệng tha thiết xin lỗi hai người. Nhưng cần đó chỉ tạm thời an ủi cho tinh thần của Nhi. Muốn chị dứt điểm chuyện này, Tuấn Anh chưa thể buông tha ngay. Anh lại ngồi ghế, nhàn nhã hỏi chúng điểm mấu chốt. Nói, ai sai chúng mày đến chỗ vợ tao gây sự? Nửa lời gian dối thì chúng mày không còn tay ăn cơm, chân để đi cũng không có đâu. Thực sự chỉ bọn tôi chỉ nhận giao dịch qua điện thoại, là một giọng nữ, chứ mặt mũi thì chúng tôi không biết. Tao cho mày nói lại. Tôi nói thật, anh là bạn của đại ca tôi thì một lời chúng tôi cũng không dám nói dối. Anh có giết ngay bây giờ thì tôi cũng chỉ biết thế thôi. Biết là chúng không dám nói hai lời, nhưng dọa thì anh vẫn phải làm cho đến nơi đến chốn.
Mạng của ba đứa chúng mày vẫn đang nằm trong tay của tao ấy, nên hãy cẩn trọng nhé. Chúng tôi biết. Nhưng nếu muốn về không bị ăn đòn trách phạt của đại ca chúng mày thì làm cho tao một việc. Được được, anh cứ giao phó. Thái độ tốt tao cho về trước, chỉ thị sẽ gửi tới sau. Vâng vâng, cảm ơn anh. Tuấn Anh không thèm nhiều lời nữa mà vẫy tay tiễn khách. Thiên Sơn cũng tránh ra ngoài cùng mấy nhân viên nhà hàng. Còn lại hai người Tuấn Anh liền xuống giọng bình thường nói với Nhi. Không làm em sợ chứ? Thực sự thì Nhi vẫn còn rất hoang mang. Hóa ra Tuấn Anh cũng có quá nhiều mặt mà cô chưa hiểu, cũng chưa biết hết. Đến cả mặt đen của xã hội anh cũng quen, mà xem chừng là còn rất thân thiết. Cứ nghĩ mình hiểu anh một chút, nhưng thật ra là chỉ biết phần nổi của gia đình. Tuấn Anh thấy Nhi ngồi thần người ra sau câu quan tâm của mình thì vội kéo ghế sát cạnh cô, ân cần hỏi lại. Làm em sợ à? À không, để mọi người lại dọn dẹp, anh đưa em về nhà nhé. Vâng. Nhi đứng dậy lấy túi sách rồi theo Tuấn Anh về nhà ngay sau đó. Trên đường đi, Nhi vẫn im lặng không nói gì, cũng không muốn tìm hiểu thêm chuyện ai sai người đến đây gây phiền phức cho nhà hàng của mình. Thực sự là lúc này trong đầu của Nhi chỉ toàn là vấn đề của Tuấn Anh. Không biết gia đình của anh thế lực ra sao, cảm giác lo lắng ập đến khiến Nhi dần mất sự kiên nhẫn. Cô khó chịu ngột ngạt ngay trong chính chiếc xe vẫn chở cô đi làm hàng ngày. Tiếng kéo cửa kính từ từ làm Tuấn Anh chú ý. Dường như anh phát hiện ra tâm sự của Nhi, nhưng chỉ còn mấy phút nữa là về tới nhà nên anh cố đợi. Cho tới lúc hai người lên phòng riêng thì Tuấn Anh mới hỏi cô. Có phải là em sợ thái độ của anh vừa nãy không? Một chút. Tuấn Anh không quá ngạc nhiên với cách trả lời thẳng thắn này của Nhi, chỉ là trong mắt cô dường như không còn dành cho anh biểu cảm thân thiện như mấy ngày trước nữa. Người anh gọi điện hôm nay là bạn thời trung học. Cậu ta nhìn hung dữ nhưng không phải là người xấu đâu. Em cũng không biết nữa. Thực ra mọi người cứ luôn quy chụp những người thuộc dân xã hội đều xấu xa 100%. Nhưng thực chất vẫn còn nhiều người uy tín và chơi rất sòng phẳng. Và công việc họ làm đôi khi là không hẳn là cướp bóc, chém giết. Em muốn nghỉ một chút, em cảm thấy hơi chóng mặt. Vậy em ngủ chút đi, đến giờ cơm anh gọi. Vâng. Đợi Nhi lên giường nằm cẩn thận, Tuấn Anh mới di chuyển ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi thẳng về phòng làm việc của mình. Có lẽ thái độ của anh hôm nay đã khiến cho Nhi bất an. Bình thường cô chỉ thấy anh vui vẻ hài hước, có chăng là nghiêm túc khi làm việc với nhân viên. Nhưng không đúng, Nhi là người hiểu biết, không thể nào cô đánh giá một người qua hành động. Hay là cô còn lo nghĩ điều gì nữa? Bản nhạc chuông quen thuộc reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Anh. Nhìn số điện thoại của Thiên Sơn gọi tới, anh liền điều chỉnh tâm trạng nghe máy. Tôi đây. Em đã chuẩn bị xong rồi. Tốt, cậu triển khai nhanh đi, có gì theo sát vào. Em biết rồi. À, chuyện này không cần báo cáo với bố tôi đâu. Vâng. Vừa kết thúc điện thoại với trợ lý thì Tuấn Anh lại có cuộc gọi đến, là của em gái Ngọc Anh. Mọi ngày thường gọi buổi tối để gặp nói chuyện với cả nhà, mà bữa nay lại chọn gọi giờ trưa thế này thì ngạc nhiên quá. Nhưng anh cũng không để em gái đợi lâu mà bắt máy. Sao thế? Hôm nay có việc gì à? Em quan tâm anh, em gọi không được sao? Gớm, cô giáo hôm nay rảnh thế. Lại cái giọng gây sự đấy. Thế nói đi, có việc gì nhờ anh? Lần nào cũng nghe em gái nhờ vả, nhưng quen với kiểu của anh trai nên Ngọc Anh cũng không có lắm lời tranh luận như ngày nhỏ nữa. Giờ có chồng con, lại còn là giáo viên nên cô trầm tính nhiều rồi. Em không có chuyện gì cần nhờ vả hết, chỉ là báo cho anh một tin thôi. Tin gì? Nói mau. Hết tháng này em chuyển hẳn về gần nhà dạy rồi. Ơ, thế nhóm của em tình nguyện lên vùng cao dạy có một năm thôi à? Vâng, nhóm của em kế hoạch thì là như thế. Nhưng ai tình nguyện ở lại lâu hoặc là ở hẳn thì tùy. Em có gia đình rồi mà chồng em lại không chuyển công tác lên đấy được. Bé Nấm lại sắp vào lớp 1 nên em chỉ thi thế thôi. Cũng coi như là em đóng góp được chút công sức bé nhỏ, không còn phải bận rộn nữa. Từ ngày lấy chồng người lớn ra hẳn đấy, suy nghĩ cũng chín chắn hơn đấy. Đừng có mà khinh thường em thế chứ, em là cô giáo dạy văn đấy. Vâng, thưa cô. Hai anh em tâm sự thêm vài chuyện vui nữa thì Ngọc Anh cũng chuyển chủ đề qua bé Tôm và Nhi. Biết chuyện của anh trai lâu rồi nhưng mà chưa lần nào cô trực tiếp đề cập tới vấn đề riêng tư này. Nhưng nghe em gái bảo An nói chuyện thì cô cũng tò mò lắm. Anh này,
Chuyện anh tán Nhi đến đâu rồi? Bình thường nghe cả nhà nói em không có ý kiến, sao bây giờ lại hỏi anh? Thì em thấy bé Nhi cũng tốt, mà giờ lại chuẩn bị có thêm đứa nữa. Anh không định để hai đứa cháu của em gọi người khác là mẹ đấy chứ? Không bao giờ. Thế em hỏi tình hình của hai người sao rồi? Cũng đang có chút tiến triển, nhưng hôm nay vừa xảy ra chuyện, xem chừng đường còn xa lắm. Nhìn mặt của anh trai tự nhiên trầm hẳn sau câu nói đó, thì Ngọc Anh háng giọng. Chuyện gì mà khiến anh sầu não thế? Kể cho em nghe đi. Có nhớ thằng Năm Đen không? Nhớ, nhưng sao? Tuấn Anh không muốn dài dòng nên kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nay ở nhà hàng cho em gái nghe. Thì Ngọc Anh tức giận bảo. Em chắc chắn là do hai con mụ kia tính hại chị Nhi đấy. Anh cũng đang cho người điều tra rồi. Tìm ra chứng cứ thì đập cho họ một trận. Cái kiểu kiêu sa ngoài mặt mà bên trong thì toàn là rắn độc. Yên tâm, chỉ cần có chứng cứ anh không có nể nang gì đâu. Ừ. Ngọc Anh nghe giọng của anh trai có phần cứng rắn, nhưng kèm theo đó là tiếng thở dài não nề, thì hắng giọng hỏi. Có phải là anh đang lo Nhi hiểu lầm anh làm ăn với mấy người xăm trổ ấy không? Không chỉ thế, mà ánh mắt cô ấy nhìn anh còn suy nghĩ tới rất nhiều thứ. Cảm giác anh cũng là một trong những thành phần đàn anh đàn chị đó, chứ không đơn thuần là chị có liên quan. Vậy là mấy phần trăm tin tưởng anh đang có từ Nhi đã giảm xuống bằng không rồi. Thế thì gay nhỉ. Em xem nghĩ cách giúp anh đi. Được rồi, để em tính xem. Tuấn Anh rời khỏi phòng thì Nhi cũng không ngủ nữa. Thực sự lúc này cô không thể ngủ, hay nói đúng hơn là cô không dám ngủ. Cứ nghĩ lại thái độ hung dữ của Tuấn Anh lúc ở nhà hàng, khiến cô liên tưởng tới anh cũng từng tham gia với nhóm băm trợn đó. Công việc làm ăn, các mối quan hệ, tất cả mọi thứ. Càng nghĩ Nhi lại càng cảm thấy mông lung và mù mịt. Thật sự là cô không biết đâu mới là con người thật của anh. Không lẽ vẻ bình thường hàng ngày chỉ là lớp vỏ ngụy trang? Tiếng mở cửa bất ngờ khiến cho Nhi không kịp trở tay. Không thể giả vờ ngủ tiếp nên cô đành ngồi hẳn dậy. Thì Tuấn Anh lại gần bên cạnh quan tâm. Em ngủ được chút nào không? Cũng được một lúc. Vậy xuống ăn cơm đã, rồi lát lên ngủ tiếp. Vâng. Bữa cơm trưa thường không mấy khi đủ người, nhưng mọi hôm vẫn nhộn nhịp tiếng cười. Nhưng nay chỉ có Tôm là bắng nhắng, còn Nhi thì hạn chế hẳn. Tuấn Anh hiểu cô còn nặng trĩu suy tư mấy việc kia, nhưng anh không biết ngoài bận lòng mấy vấn đề đó thì cô còn sợ hãi nữa. Cảm giác bất an ùa về khiến Nhi không ăn hết cơm. Cô lấy cớ người mệt đi lên phòng nghỉ trước, thì Tuấn Anh cũng theo lên sau. Thực sự là anh không thể chờ được em gái hay mọi người trong nhà giúp mình, mà có lẽ tự thân anh nên đi tìm cách xử lý dứt điểm. Nếu không đêm nay còn rất dài, làm sao mà anh có thể yên tâm. Như nằm quay lưng vào phía trong, Tuấn Anh cũng không ngại ngùng tiến lại giường nằm cạnh cô, cũng không chờ cô lên tiếng mà anh chủ động nói chuyện trước. Anh biết là em chưa muốn ngủ, chúng ta nói chuyện có được không? Ừ, em cũng có nhiều điều muốn hỏi anh. Có gì thắc mắc em cứ thẳng thắn nói, đừng để trong lòng khiến bản thân bức bối. Đúng là rất khó chịu, nên chúng ta sẽ thẳng thắn ngay bây giờ. Tuấn Anh gật đầu đồng ý. Có gì sẽ nói hết với Nhi thì cô mới thả lỏng tâm trạng ngồi dậy nói chuyện với anh. Em không có quyền can dự vào nghề nghiệp cũng như sở thích của anh. Em cũng biết không nên đánh đồng tất cả. Nhưng bởi quá khứ em đã trải nghiệm những nỗi đau, những bất công, nên em không có cảm giác an toàn với bất kỳ ai nữa, đặc biệt là những người có nghề nghiệp nhạy cảm đó. Nhi, để em nói hết đã. Thực sự chuyện này chẳng tốt đẹp để mà nói ra, nhưng nếu không kể, anh sẽ cho em là con người quá nhạy cảm và làm quá vấn đề. Có những nỗi đau dễ dàng bỏ qua, nhưng có những thứ khiến con người ta cứ ám ảnh mãi, và một con người có cứng rắn cỡ nào thì cũng khó mà vượt qua nổi. Tưởng Nhi nhắc tới chuyện cũ bị bản thân và người yêu phản bội, hãm hại, khiến cho cô đau lòng và khó quên. Nhưng không phải, nhìn sâu vào đôi mắt ở nước kia, Tuấn Anh cũng cảm nhận được cô đã từng trải qua nỗi sợ hãi còn lớn hơn thế. Nhi à, nếu mà khó nói quá, em không cần kể nữa. Chuyện gì anh cũng tin em, tin em có lý do chính đáng. Chuyện tuổi hổ này không một ai biết, ngay cả mẹ em cũng giấu. Khi đó em mang thai Tôm được 3 tháng, sau một lần đi giao hàng ở ngoại thành. Đường về vắng vẻ, em lại chủ quan, nên suýt chút nữa đã bị hai tên xăm trổ hãm hiếp. Nếu như hôm đó không có một bác nhặt ve chai cố gắng hô hoán cứu giúp, thì không biết là em có giữ được con không. Kể tới đây, Nhi òa khóc lên nức nở.
Từng tiếng nấc nghẹt đi sâu vào lòng Tuấn Anh như mũi kim đang chích từng nhát. Không nghĩ cô gái bé nhỏ trước mặt của mình lại hứng chịu nhiều nỗi đau, tổn thương tới vậy. Bảo sao khi thấy anh hung dữ cô lại có thái độ sợ hãi đó. Cô đã và đang dần tháo lớp vỏ bọc cứng rắn, đang dần dần dựa dẫm vào anh. Nhưng anh lại vô tình gợi cho cô nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ngày nào, để rồi cái cảm giác bất an ấy lại tồn tại. Thấu hiểu hết nỗi đau, tổn thương mà cô gái của mình phải chịu đựng, Tuấn Anh biết bản thân phải làm gì lúc này. Anh không hứa hẹn, cũng chẳng thề thốt, mà chỉ lặng lẽ ôm cô giống như một chỗ dựa vững chắc. Không biết qua bao lâu, không đếm được thời gian chính xác bao nhiêu phút, mà chỉ biết ngực áo của Tuấn Anh lúc này đã đẫm nước mắt của Nhi. Nhưng điều đó không làm anh khó chịu, mà lại càng thương cô nhiều hơn. Với tất cả tấm lòng, sự chân thành và quan tâm thật sự, Tuấn Anh chỉ làm động tác vuốt nhẹ mái tóc mềm mại cùng an ủi. Mọi chuyện đã qua rồi. Tuấn Anh, em cứ nói đi, anh nghe. Khó khăn lắm em mới dám mở lòng. Có thể nào cho em chút niềm tin vào cuộc sống được không? Anh không quen thể thốt, cũng chưa từng hứa hẹn bao giờ. Nhưng hôm nay anh dám nói là anh hoàn toàn có thể là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em. Hãy tin anh. Nhi đôi mắt ngước lên nhìn Tuấn Anh định nói tiếp lời còn lăn tăn trong lòng. Nhưng mà anh hiểu là cô muốn nói gì, nên ngay lập tức đặt ngón tay đưa lên miệng của cô ngăn lại. Dân xã hội cũng có người tốt kẻ xấu, và anh luôn biểu dương những người làm những việc nghĩa khí. Anh nói vậy là thể hiện sự công bằng, minh bạch của mình. Nhưng có một điều anh cũng rõ ràng với em rằng anh chỉ quen biết họ ở phương diện xã giao, quan hệ làm ăn thôi, chứ anh không phải là dân anh chỉ, và anh sẽ không tha cho kẻ nào muốn hãm hại em. Em còn vướng mắc gì nữa sao? Nhi lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa thực sự an tâm, thì Tuấn Anh chuyển xuống cầm vào đôi bàn tay bé nhỏ của cô, nói lời chân tình. Hãy quên hết quá khứ, thử đặt lòng tin ở nơi anh đi. Em sẽ thấy anh là một đối tác tin cậy, một người cộng sự năng động và người đồng hành cần thiết nhất. Trước câu động viên nửa chân thành nửa hài hước của Tuấn Anh đã khiến Nhi bỏ vẻ mặt buồn bã xuống mà nở ra một nụ cười nhẹ. Đúng là chỉ có người đàn ông này mới khiến cô thay đổi, dù chỉ là một chút thôi cũng thấy được sự an tâm của cô. Sao nào, em đồng ý không? Em sẽ thử. Đấy, cười lên như vậy mới xinh. Lại trêu em. Khen thật, nhưng khen thì khen rồi. Còn cái áo này em phải tự tay giặt cho anh. Nói mới nhớ, Nhi nhìn lại phần ngực áo của Tuấn Anh bị ướt hết bởi nước mắt của mình thì xấu hổ quay mặt đi. Nhưng mà anh nào có tha cho cô, nhân đà này lại phải trêu chọc mới được. Nhất định phải giặt bằng tay đấy nhá. Em biết rồi. Sao nghe câu đồng ý nó có vẻ miễn cưỡng thế nhỉ? Không miễn cưỡng, anh không tin thì cởi luôn đi, bây giờ em giặt cho. Tạm tin, nhưng mà em ngủ trưa trước, rồi chiều giặt trả anh. Em chưa buồn ngủ, đêm giặt cũng được. Tuấn Anh trước sự thành khẩn của Nhi thì vẫn muốn trêu cô tiếp, nhưng lời nói này chỉ toàn là ý tứ quan tâm lớn lao. Em chưa buồn ngủ, nhưng mà con của anh buồn ngủ rồi đấy, mau nằm xuống đi. Bụng vẫn bé tí thế này, anh toàn nói linh tinh. Không nghe lời, anh bắt em giặt bằng tay suốt đấy. Không có đâu, chỉ cái áo này thôi. Em mà còn tranh luận, anh sẽ đi khoe cả nhà rằng em vừa mới mít ướt. Nghe câu này, Nhi mới chịu nằm xuống, không dám lý luận, cũng chẳng đôi co nữa, mà ôm chiếc gối nằm quay lưng lại với Tuấn Anh. Ai đó bị bỏ lơ cũng không dám làm phiền, mà lặng im cho cô ngủ. Khi nghe tiếng thở đều phát ra từ người bên cạnh, Tuấn Anh mới ngồi dậy, nhẹ nhàng thay bộ đồ khác, sau đó lái xe tới công ty. Một tháng sau, Ngọc Anh vừa về sau chuyến tình nguyện trên vùng cao là tới thăm bố mẹ ngay. Nhi cũng gặp qua cô em gái thứ hai của Tuấn Anh mấy lần, nhưng chỉ là qua màn hình điện thoại, hôm nay mới gặp trực tiếp. Là cô giáo dạy văn, nhưng trông Ngọc Anh rất cá tính. Nhà Tuấn Anh có hai cô em gái, cô nào cũng hoạt bát năng động, lại còn hài hước. Bảo Anh lém lỉnh trẻ con, còn Ngọc Anh thì cá tính của cô gái trưởng thành. Mấy anh chị em lâu lâu mới gặp gỡ tụ họp, mà ầm nhà, tiếng cười nói, tiếng tranh luận khiến hai đứa cháu cũng tíu tít. Tôm và Nấm cách nhau cỡ 2 tuổi, nhưng cũng hòa nhập nhanh lắm. Tôm tuy bé hơn nhưng được làm anh thì cũng ra dáng phết. Thằng bé nói chuyện với Nấm mà cứ ngọt xớt cái miệng. Nấm ơi, em thích cái trong chóng này không? Em lớn rồi không chơi trong chóng đâu, nhường anh đấy. Thêm thích đồ chơi nào, chọn đi, anh cho. Mấy thứ của anh ấy chỉ để con nít chơi thôi. Em đi học mẫu giáo 5 tuổi rồi, bây giờ không chơi mấy đồ này nữa. Vậy cho Nấm cái này nhá,
cô bảo An mới mua cho anh đấy. Nấm nhìn thấy chiếc đồng hồ cát thì thích lắm, nên cố làm ra vẻ nữa mà gật đầu như bổ củi. Em lấy cái này. Ừ, anh cho Nấm đấy. Cảm ơn anh. Mãi mới được em họ cảm ơn, Tôm Thích Chí cười tít mắt chạy ra khoe với mẹ. Mẹ ơi, Nấm thích đồ chơi của con, lại còn cảm ơn con nữa đó mẹ. Hai anh em ra chơi tiếp đi. Mẹ ơi, mẹ cũng đẻ cho con một em bé xinh xắn như em Nấm nhá. Con thích em ấy lắm. Ừ. Ngọc Anh nghe thằng cháu lia láo cái miệng từ nãy giờ thì không nhịn được cười. Xem chừng cái kiểu khéo nói này đúng là từ bố mà ra. Chẳng thế mà trước đây khéo nịnh mẹ dung lắm. Nhớ lại những câu chuyện quá khứ, Ngọc Anh thầm nghĩ đúng là duyên nợ. Sau những mất mát, đau thương thì cuối cùng ông trời cũng bù đắp cho gia đình của cô một sự hoàn hảo. Người mẹ bây giờ của cô vô cùng tốt và tâm lý. Có thêm hai em trai cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Và hơn hết là bố trung kiên của cô có người bạn đời tuyệt vời. Nhìn sang Nhi, Ngọc Anh lại tham lam hy vọng. Biết đâu một ngày nào đó cô bé này sẽ mở lòng đón nhận anh trai của cô, để hai cháu có một gia đình hoàn hảo như gia đình mà cô đang có. Nhận thấy vẻ bề ngoài của mình hơi khó gần, nên Ngọc Anh chủ động làm quen trước với Ngọc Nhi. Nghe mẹ chị nói em có bầu đứa này nghén lắm hả? À dạ, bé Tôm em cũng không hề nghén, thế mà tới bé này em nghén nhiều quá. Ồ, thế là dấu hiệu hay đấy. Chị nghe các bà các cô bảo là nghén thai kỳ khác nhau là giới tính trẻ khác nhau đấy. Đứa này chắc chắn là con gái rồi. Dạ vâng, nếu mà được như vậy thì mừng quá. Tôm và anh Tuấn Anh rất thích con gái. Ngọc Anh nghe Nhi nhắc tới anh trai của mình với vẻ thân thiết thì cười cười hỏi, anh chị bảo với em thế à? Không nói trực tiếp với em, nhưng hai bố con nói chuyện với nhau chị ạ. À, tối nào đi ngủ cũng tào lao nói về vật chủ đề này. Đến tên đặt là gì hai bố con cũng chọn luôn rồi chị. Ây da, nghe chừng anh trai của chị hào hứng quá nhỉ. Cứ như trẻ con ấy chị. Hai chị em nói chuyện một hồi thì cũng thoải mái hơn. Nhi không còn ngại ngùng giữ kẽ, mà Ngọc Anh cũng vô tư. Nên rất nhanh sau đó, Ngọc Anh hẹn với Nhi ngày mai đi mua sắm. Mai chị cần đi mua ít đồ, em rảnh thì đi chung với chị nhé. Được ạ. Vậy sáng mai ở nhà chị qua đón. Vâng. Sáng hôm sau, Ngọc Anh cùng với Nhi đến trung tâm thương mại. Thực ra là Ngọc Anh muốn mua quà gặp mặt cho Nhi, với lại cùng muốn hai chị em thêm gần gũi, nên Ngọc Anh mới rủ Nhi đi cùng. Hai chị em sau khi đi hết một lượt thì rẽ vào gian hàng trang sức trước mặt. Đang xem qua mấy chiếc vòng thì có tiếng nói quen thuộc vang lên ở phía sau. Ôi, cóc ghẻ mà cũng đòi đến nơi này cơ à? Không cần nhìn cũng biết là ai nói câu khó nghe đó. Nhưng Nhi bơ đi không thèm tiếp chuyện, thì lại thêm một giọng cũng quen không kém cất lên chỉ trích cô. Cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga, chắc cũng chỉ có bạn thân em thôi nhỉ. Cái loại phụ nữ bất chấp để trèo lên giường của đàn ông ấy, thì việc gì mà chả dám. Chị nói đúng đấy, cái loại cóc nhái này thì kiểu đó, kiểu gì nó chả bất chấp. Trước kia em cứ nghĩ nó hiền lành cơ, nhưng hóa ra bọn em mới là ngây thơ. Còn nó đã hóa cáo từ khi mới 18 tuổi. Hết Ái Vân thì đến Hạ Trâm hùa vào khích bác. Nhưng mà Nhi hôm nay không chấp, một phần vì đứa bé trong bụng cô không thể làm liều, phần nữa vì có Ngọc Anh đi cùng, đứng đây tranh cãi chỉ làm cô thêm mất mặt, nên Nhi chọn cách im lặng rời đi. Chỉ là cô muốn nhịn xuống, nhưng hai con người kia lại cố tình gây khó dễ, tiếp tục dùng những lời lẽ vô giáo dục mà dị báng. Trên đời này tao ghét nhất là cái loại con gái trơ trẽ như nó, đúng là cái loại mặt dày, miệng nói không dây dưa, nhưng mà cuối cùng là cướp đồ của người khác. Chị có muốn em cho nó sáng mắt ra không? Đánh cho nó chừa cái thói ăn cắp bồ của người khác đi. Hạ Trâm nghe em họ nói vậy thì ngó nghiêng nhìn quanh. Khi thấy chỗ này rất thích hợp để dằn mặt Nhi thì cô ta hất hàm nói, sẽ cho nó một bài học để nó biết lấy đồ của tao ấy sẽ bị ăn đòn là thế nào. Ngọc Anh đứng nãy giờ ngỡ mắt lắm rồi, chỉ tại bản thân mang danh giáo viên mà nín nhịn. Nhưng mà tới nước này cô không thèm nhịn nữa mà đứng chắn ngang trước mặt của Nhi, đáp trả hai kẻ lộng ngôn. Hai cô nhìn có học, lại có vẻ con nhà giàu, mà ăn nói thiếu văn hóa quá. Mày là cái đứa nào mà dám ăn nói với bọn tao thế? Tiếng Ái Vân hỏi hách dịch nhằm lấn át Ngọc Anh, nhưng Ngọc Anh đâu dễ gì bắt nạt được. Tôi là ai không cần biết nhá, nhưng mà động vào người thân của tôi thì tôi không để yên đâu. Ái Vân biết rõ hơn ai hết họ hàng nhà Nhi, nên cô ta chắc chắn Ngọc Anh không phải là thân cận gì,
mà chắc chỉ là cái loại bạn bè bình thường nên vẫn thái độ hách dịch. Con danh, không liên quan tới mày thì cút xéo đi, đừng có để tao điên lên, tao kêu người ném mẹ mày vào nhà chứa đấy. Ngọc Anh cũng biết hai kẻ mưu mô này qua anh trai rồi, nhưng mà khi đối diện trực tiếp mới thấy hết được sự thô thiển cùng với sự hống hách tới mức nào. Còn Hạ Trâm đúng là một diễn viên giả tạo thấy ghét. Trước sự lố lăng và phách lối của Ngọc Anh, của họ, thì Ngọc Anh cũng đáp trả không kém chút nào. Một kẻ đầu óc như heo, chỉ quen dựa vào vị thế của bố thì đúng là chỉ hợp với cái tên bất tài vô dụng Tấn Sang thôi. Cái tên chuyên dựa hơi đàn bà đó hợp với cô đấy. Còn cô á, giả tạo, lươn lẹo và vô văn hóa như thế này thì mãi không bao giờ được anh trai của tôi để ý đâu. Bảo sao tìm hiểu cả nửa năm trời cũng không khiến anh tôi động lòng. Mày là ai mà dám ăn nói láo toét hả? Trong khi Ái Vân vẫn gào mồm lên hỏi lại Ngọc Anh là ai, thì Hạ Trâm đã nhận ra cô là em gái của Tuấn Anh. Nhưng tiếc rằng giờ mới nhận ra thì mọi lời nói không rút lại được, nên cô ta đành tìm cách vớt vát chút mặt mũi. Ái Vân, dừng lại đi, chỉ có để em nói cho hai cái đứa nó biết thế nào là lễ độ. Thôi, chuyện qua rồi không nên nhắc lại nữa, về đi. Chị làm sao thế? Không sao cả. Chuyện của Nhi và Tuấn Anh sau này thế nào cũng kệ họ, mình về thôi. Ái Vân vẫn còn ngây ra chưa hiểu gì thì Hạ Trâm đã lôi cô ta đi. Nhưng Ngọc Anh lại không muốn cho qua dễ dàng như vậy, và cô cũng đọc luôn ra ý định chạy trốn kia của Hạ Trâm. Sao vậy? Chừng người khác cho đã cái miệng rồi muốn đi là sao? À, thực ra... Hạ Trâm vẫn đang ấp úng không biết nói sao, thì chẳng ai như Ái Vân ngu ngốc đổ thêm dầu vào lửa. Chị sao thế? Tự nhiên lại khép nép với hai con danh này. Để em táng chết mẹ nó đi. Em im miệng đi. Chị. Nghe hai chị em họ nói chuyện khiến Ngọc Anh phá lên cười. Đúng là hai cái kẻ chẳng ra gì. Định chữa cháy, vớt vát chút mặt mũi sao? Không có cửa đâu. Nhìn ra màn giả vờ hiểu chuyện của Hạ Trâm khiến Ngọc Anh càng khinh bỉ. Cô không có thời gian chơi trò vớ vẩn này nên đã chọn nói thẳng mặt luôn. Khỏi cần diễn tuồng mất thời gian. Cô Ái Vân ấy, cỡ như cô tôi không thèm chấp. Còn cô Hạ Trâm nữa, đừng cố diễn. Bộ mặt của cô đã quá rõ ràng rồi. Tôi... Đừng trưng cái bộ mặt không hiểu đó ra với tôi. Cũng yên tâm, tôi sẽ nói chi tiết của cặp gỡ này hôm nay cho anh trai của tôi biết. Một chi tiết phụ cũng không bỏ qua đâu. Nói xong, Ngọc Anh dẫn Nhi đi qua gian hàng khác mà không để ý tới bộ mặt ngơ ngác của hai kẻ thích gây chuyện. Ái Vân sau đó mới lờ mờ nhận ra Ngọc Anh là em gái của Tuấn Anh, thì Hạ Trâm gắt lên. Đúng là ngu ngốc. Em làm sao mà biết được đó là em gái anh ta? Đừng chị còn không rõ cơ mà. Bực thật đấy. Mà chị cũng tài nhỉ, tìm hiểu anh ta lâu như vậy mà không biết nhà đó có bao nhiêu người à? Quan tâm tới anh ấy là chính, chứ mấy người xung quanh để ý làm gì. Mẹ kiếp, lại lòi thêm con em gái đanh đá để đâu ra không biết. Đoán chắc sớm muộn chuyện này cũng tới tai của Tuấn Anh, nên cô ta đi trước một bước. Có điều người tính không bằng trời tính. Ngọc Anh đã gọi điện báo cáo trước cho anh trai mình về việc xảy ra, và đúng như Ngọc Anh cảnh báo trước, một chi tiết nhỏ cũng không thiếu sót. Khôn ngoan quá cũng có lúc ngu muội, và lần này Hạ Trâm đúng kiểu gậy ông đập lưng ông. Tuấn Anh còn chưa kịp gọi điện cho cô ta tính sổ thì Hạ Trâm đã tự mình tìm đến. Bước vào văn phòng của Tuấn Anh, Hạ Trâm tìm cớ nói chuyện làm ăn, rồi nhân tiện nói tới việc vô tình gặp em gái anh và Nhi ở trung tâm thương mại. Cô ta chỉ kể là hai bên hiểu lầm, Ái Vân cũng có nói mấy lời không hay nên mới xảy ra cãi cử. Nhưng sau đó cô ta giảng hòa thì không có chuyện gì to tát. Nghe mấy lời phân trần này, Tuấn Anh chỉ cười khẩy. Nếu ai đó không biết lại tưởng cô ta cao thượng, hiểu biết lắm. Thế nhưng rất tiếc, anh không phải là đứa trẻ lên ba. Con người tốt xấu thế nào ít nhiều cũng đánh giá được đôi phần. Huống chi là người con gái trước mặt này, anh đã hiểu quá rõ tâm cơ. Tuấn Anh chỉ cười nhạt sau câu chuyện tự biên tự diễn của Hạ Trâm. Anh để cho cô ta thỏa chí một lúc thì mới đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Em nói chỉ là hai bên hiểu lầm sao? Vâng, chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Vấn đề nằm ở cô em họ của em. Còn em không tham gia à? Dạ vâng, em không có. Vậy câu cóc ghẻ đòi làm thiên nga chắc cũng chỉ có bạn thân em thôi nhỉ? Cái loại phụ nữ bất chấp để trèo lên giường của đàn ông thì việc gì mà chả dám. Là do ai nói?
Em biết rõ nếu mà Tuấn Anh phát hiện ra việc mình nói dối thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng nghĩ lại lúc đó không có ai quay được video thì chắc chắn sẽ không có bằng chứng cáo buộc. Cứ cãi tới cùng là do Ái Vân xô xát với hai người bọn Nhi là xong. Đàn ông như Tuấn Anh chắc là không vì chuyện còn con này mà truy cứu lại đâu. Suy tính ngọn ngành, cuối cùng Hạ Trâm chọn cách cãi bày cãi biến. Cô ta tỏ vẻ mình vô tội trình bày. Em thực sự là không có nói gì hai người họ. Anh thừa biết tính Ái Vân luôn muốn ăn thua với Nhi rồi đấy. Lần nào gặp là xô xát. Vậy sao? Anh không tin, cứ cho họ ba mặt một lời à? Em cuối cùng vẫn là vô can sao? Em có sao nói thế? Anh không tin, em cũng không có cách nào ép buộc. Được thôi. Nghe một từ khiến Hạ Trâm tưởng mình đã được giải thoát. Nhưng không ngờ sau câu đó thì cánh cửa phòng làm việc của anh được mở ra. Nhìn thấy hai người Ngọc Anh và Nhi từ ngoài bước vào khiến mặt cô ta tái mét. Miệng tự nhiên cũng lắp bắp. Hai chị em cũng đến à? Sao vậy? Vừa nãy ở trung tâm thương mại cô còn hùng hổ lắm cơ mà. Sao bây giờ lại như gà mắc tóc thế này? Tiếng Ngọc Anh hỏi Hạ Trâm làm cho cô ta càng thêm bối rối. Nhưng nghĩ lại, đã lỡ cãi với Tuấn Anh rồi mà có thái độ này, sợ anh sẽ sinh nghi và khinh thường, nên cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô ta trả lời. Bạn nói gì mình không hiểu. Thôi, khỏi diễn tuồng mất công. Tôi chứng kiến từ đầu tới cuối mà cô còn dám đứng đây nói là không thành có với anh trai tôi sao? Tôi không có làm gì hết. Công nhận tôi nể cô thật đấy. Đúng là cô nên đi làm diễn viên thì hợp lý hơn, chứ làm mỗi kinh doanh thật là đáng tiếc. Đến nước này Mạ Trâm vẫn không chịu thừa nhận, mà còn mặt dày quay qua Tuấn Anh kêu cầu. Anh xem bạn ấy nói em kìa. Em thực sự không có làm gì mà. Nhưng mà lần nữa Ngọc Anh nói thẳng vào mặt cô ta. Bớt diễn hài lại dùm tôi cái. Đừng có hở ra là kêu anh tôi phải thế này thế kia. Nhàm vừa chứ. Cô... Tuấn Anh thừa biết Hạ Trâm đang tự cố bảo chữa cho mình, nhưng mà anh không thèm quan tâm, mặc cho em gái xử lý. Cô khá xinh đẹp đấy, nhưng mà đáng tiếc là cô không có liêm sỉ, đã vậy lại còn tâm cơ. Mà những con người thủ đoạn có thừa như cô thì nhà tôi không bao giờ chào đón. Bạn nói cái gì nên giữ phép lịch sự một chút. Tôi đâu có chọc ghẹo gì bạn đâu. Cô nói như vậy tôi lại nhắc cho cô biết này. May là hôm nay cô chọc vào mẹ cháu của cháu tôi, chứ thẳng thừng chọc vào tôi thì cô không xong rồi. Và ngay bây giờ tôi sẽ lột cái mặt nạ giả tạo của cô ra, để cô khỏi miệng lưỡi giả hoạt bảo chữa nữa nhé. Ngọc Anh nói rồi đưa cái điện thoại của mình ra trước mặt mọi người. Bật đoạn ghi âm rõ tiếng của Hạ Trâm và Ái Vân chửi xéo Nhi, thì cô ta lại càng tái xanh tái xám. Bởi vì quá xấu hổ không còn mặt mũi đối diện với Tuấn Anh nên cố tính chạy trốn. Nhưng mà Ngọc Anh đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Chửi chán, cãi chán xong bây giờ tính chạy làng đấy à? Bỏ tôi ra. Cô có gan làm mà không có gan chịu, giờ lại cảm thấy mất mặt với anh tôi sao? Tôi có nói gì cũng là do con bé đó kích thích cướp đồ của người khác, nó đáng bị lên án. Đến lúc này Hạ Trâm cũng không cố làm ra vẻ nữa mà lộ dần bản chất của mình, thì Tuấn Anh đứng dậy lên tiếng. Ai cướp đồ của ai? Em bảo nó đấy. Sao? Anh tính đối đầu với em sao? Hạ Trâm tức tối chỉ thẳng tay vào mặt của Nhi, rồi lại hét lên hỏi Tuấn Anh, khiến cho câu chuyện không còn đơn giản ở mức độ gây sự riêng của phụ nữ với nhau nữa. Nếu không vì nó xuất hiện, anh vẽ mất là một đôi rồi. Chúng ta vốn đang tốt đẹp, nhưng mà chính nó đã phá hỏng tất cả. Em hận nó, hận mẹ con nó. Tôi định cho cô chút thể diện, nhưng mà từ đầu chí cuối cô chỉ thích lấp liếm quanh co, lại còn đổ tội cho người khác thì không xứng đáng được tôn trọng. Anh... Tôi nhắc cho cô rõ, nếu không có Nhi thì tôi và cô cũng không có kết cục gì đâu, nên đừng có mà đổ lỗi cho người khác như vậy. Anh vì một con bé chẳng ra gì mà nỡ nói với em như vậy sao? Cô nên nhìn lại bản thân của mình đi, rồi đánh giá người khác. Hạ Trâm bị hai anh em Tuấn Anh nói không chừa mặt mũi, cảm giác xấu hổ cùng tức giận bốc lên ngổn ngụt. Cô ta nghĩ cái gì cũng có, cái gì cũng hơn người, nhưng cuối cùng lại thua một cô gái không có gì đặc sắc như Nhi. Không để đâu hết nỗi nhục nhã nên chỉ muốn chút lên đầu của Nhi cho bõ tức. Nhưng cánh tay muốn đánh người kia chưa kịp chạm vào thì đã bị Ngọc Anh đứng đấy hất ra. Cẩn thận, không khéo mất tay ăn cơm đấy. Anh cô còn chưa dám dọa tôi đâu.
Nhưng mà tôi dám đấy. Sao nào? Tưởng mình là mẹ thiên hạ à? Cô... Hồng Hách thiếu văn hóa vừa thôi, nghĩ nhà mình nhiều tiền, cơ cấu lớn hay sao mà lên mặt to gan thế? Nên nhớ nhá, xã hội này kẻ giàu có bề thế còn nhiều lắm đấy. Cả nhà cô cứ đợi đấy. Trước câu dọa dẫm này, nếu vào người khác có lẽ sẽ rất sợ, cũng chùn bước. Nhưng mà Ngọc Anh chỉ cười khẩy đầy thinh bỉ. Già cả lỡ thì nên về bảo bố giới thiệu cho mối khác tốt hơn đi. May mà còn vớt vát được chút sĩ diện, chứ đừng cố ép mình vào chỗ không có kết quả thì lãng phí tâm tư lắm. Tôi khuyên thật nhá, tranh đấu làm gì, lo bảo dưỡng nhan sắc đi. Cô... Tốt nhất ý, là tránh xa mấy người nhà tôi ra. Làm ăn thì làm, không thì biến. Được lắm, các người sẽ biết tay tôi. Chúng tôi chờ đấy. Hạ Trâm mặt hầm hầm vì Ngọc Anh châm chọc. Cô ta nhìn sang Tuấn Anh có ý thách thức. Hãy chờ đấy. Thì anh cũng không sợ hãi mà buông nhẹ một câu. Đừng có ý nghĩ dùng sự hợp tác này mà dọa tôi. Anh em nhà anh dám đối xử với tôi như thế thì đừng có trách tôi ác. Dẫn mới đi được nửa đường, lại thêm mấy chi nhánh anh mới mở các tỉnh phía Nam, tiền đổ vào đó không ít đâu. Để tôi xem nhà các người sẽ xoay sở ra sao khi tôi cho đồng loạt rút vốn về. Cô thích thì cứ làm đi, tôi không cản. Được cả hai anh em Tuấn Anh giúp mình hạ giả thì thoải mái đấy. Nhưng mà chứng kiến thái độ cùng hành động bỏ về của Hạ Trâm khiến Nhi lo lắng. Công ty đang vào giai đoạn rất cần vốn liếng, mà cô ta nói là rút đồng loạt thì khác nào muốn nhà anh phá sản. Nghĩ tới đó, Nhi lên tiếng hỏi Ngọc Anh. Chị Ngọc Anh, có khi nào cô ta làm thật không? Đừng lo, anh Tuấn Anh sẽ có cách. Nhưng... Ngọc Anh thấy Tuấn Anh tiến lại gần chỗ hai chị em thì cô biết ý, lấy lý do tránh đi về trước để anh trai nói chuyện với Nhi. Em không cần phải lo đâu, anh và bố đã có chuẩn bị hết rồi. Em xin lỗi nhé, vì em mà chị ta làm khó dễ công ty. Không phải lỗi của em, là họ sai trước. Em... Được rồi, lại đây ngồi đi, đứng nhiều mỏi chân đấy. Tuấn Anh không muốn Nhi cảm thấy áy náy cũng như lo lắng mấy chuyện làm ăn, nên anh đã nhanh chóng hỏi cô sang chuyện khác. Nào, kể cho anh nghe, hai chị em mua được những gì? Chưa kịp mua gì đã đụng mặt hai người họ. Vậy à, có hơi chán nhỉ? Thế bây giờ anh chở em đi mua đồ nhé. Em thực ra không có nhu cầu mua gì đâu, là em đi chung với Ngọc Anh cho vui thôi. Thế giờ em đi chọn đồ cùng với anh. Anh cũng nên thay mấy cái áo sơ mi khác rồi. Nói là làm liền, Tuấn Anh cầm tay của Nhi kéo đi thì cô giữ lại, mặt vẫn đầy áp lo lắng. Thực sự là em không có tâm trạng đi mua đồ nữa. Em không tin anh có khả năng chèo lái công ty sao? Không phải, mà là... Cứ cho là em không tin thì còn có bố anh. Em yên tâm, ông nội nhất định không để kẻ khác nhòm ngó tài sản của cháu nít nhôm đâu. Anh còn đùa được sao? Thì ai bảo mặt em cứ căng thẳng chứ. Thực ra với khả năng và điều kiện như nhà Hạ Trâm thì rất có thể đấu ngang ngửa với nhà Tuấn Anh, nên cô mới căng thẳng. Đúng là yêu mù quáng và sai trái luôn khiến con người ta sử dụng thủ đoạn. Không biết đây rồi anh sẽ xử lý ra sao khi nhà cô ta nhất định muốn rút vốn về. Nào, đã bảo yên tâm rồi mà em cứ ngây ra thế. Em thấy chị ta sẽ không để yên cho anh đâu. Đã bảo là em không được lo lắng rồi. Việc của em là vui vẻ để con anh được vui, không được để sinh con ra mặt nhỏ như quả táo tàu đấy. Anh nói đi đâu thế? Anh nói thật đấy. Phụ nữ khi mang thai mặt mày nhăn nhó thì khi sinh con ra cũng nhăn nhó đấy. Từ bao giờ mà anh tìm hiểu mấy vấn đề này vậy? Cứ liên quan tới em là anh tìm hiểu hết. Thôi đi, anh nói thật mà. Thật với thà gì chứ, cứ chuyện nọ sợ chuyện kia. Có vậy mới biết, mới khiến em bớt căng thẳng đấy. Đấy, mặt giãn ra như thế này có phải là dễ thương không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.